anh trai tôi dám ăn xít luôn đó. Anh trai tôi cũng dám vậy? Ê, anh không có dám. Anh trai tôi là TikToker đó. Bà tên tôi kêu anh trai tôi bóc phốt bà không? Hả? Tôi sẽ không cho anh trai của tôi thích bà nữa. Ồ, anh thích chứ sao lại không? Bà, tôi sẽ không làm bạn với cái đồ ngu si thứ gì tao phát triển với bà nữa. Tôi cũng sẽ không thèm làm bạn với cái đứa con gái có tính tình nguyên như con trai như bà nữa. Tai họa tới rồi. Thôi dừng lại đi, dừng lại đi, dừng lại. Thôi em đừng có giận nữa. Bây giờ anh cho tiền em đi mua quần áo ha. Thôi em cũng đừng giận nữa. Cầm lấy tiền đi mua bánh kẹo, trà sữa, mấy món ngon mà ăn. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Trời em. Không. Vậy là chúng ta lại có tiền đi shopping rồi.